Thưa quý vị, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tổ hợp chăn nuôi trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn Mavin, huyện Đắc Hà đang khẩn trương tiến hành công tác đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Giữa cây nắng oi ả đầu tháng 3, đám rẫy mốc mô sỏi đá của gia đình chị Y Văn tại thôn Con Bơ Băng, xã Ngọc Réo càng trở nên cằn cỗi. Cả diện tích hơn 1 hecta đất, chỉ có lưa thưa mấy bụi mì năm thứ hai. Chị Y Văn cho hay, nhiều năm nay, cả gia đình chị bám víu mảnh rẫy này, nhưng vẫn không đủ ăn. Để có thêm nguồn thu nhập, chồng chị phải đi làm ăn xa, công việc rẫy nương gần như phó mặc cho một mình chị. Đầu năm 2022, thông tin về việc nhà nước tiến hành giải phóng mặt bằng để triển khai dự án tổ hợp chăn nuôi trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu, trong đó có diện tích rẫy của gia đình, khiến chị khấp khởi vui mừng. Muốn trồng cà phê thì cũng không có nước, bây giờ toàn trồng mì thôi, mấy năm, 2-3 năm thu một lần, tầm 10 triệu hoặc 12 triệu thôi. Khi mà nhà nước triển khai cái đề án thu hút đầu tư về đây, tiến hành thu hồi đất và sẽ đền bù theo cái mức giá của nhà nước đưa ra, vậy thì gia đình mình thấy là cái mức giá đền bù như vậy thì nó có hợp lý không và mình có đồng thuận với cái phương án này không? Theo với mức giá của nhà nước đưa ra thì tôi thấy cũng phù hợp. Chị mong muốn điều gì khi mà công ty đi vào hoạt động? Tôi mong muốn công ty khi đưa ra hoạt động thì cũng đưa vào người dân, với lại tôi mong muốn vào công ty làm công nhân để đảm bảo cái thu nhập của người dân. Dự án tổ hợp chăn nuôi trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn Mavin được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, được thực hiện tại xã Ngọc Réo với quy mô 590 hectare, 149 hộ nằm trong diện thu hồi đất, trong đó có 142 hộ là người dân tộc thiểu số. Qua rà soát, hầu hết diện tích đất thuộc phạm vi thu hồi đều là đất rẫy của bà con đã canh tác lâu năm, bạc màu, hiệu quả kinh tế thấp. Để công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, công tác đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất của người dân cũng được tiến hành công khai minh bạch và có sự giám sát của cộng đồng dân cư. Thị xã đã phối hợp với lại Ban Quản lý Đầu tư Dự án huyện và đơn vị tư vấn để vận động tuyên truyền người dân tham gia đo đạc, kiểm đếm đúng tiến độ, rồi là công khai quy trình cũng như là mức giá bồi thường để cho người dân nắm được và tin tưởng và ủng hộ đồng thuận cái chủ trương của tỉnh đề ra. Bên cạnh vận động các hộ dân liên quan tham gia đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất để lập phương án bồi thường theo quy định, huyện Đắc Hà còn tổ chức khảo sát ý kiến, nắm bắt tình hình, tư tưởng nguyện vọng của các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để có giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Nhờ đó, người dân đã hiểu và thống nhất với các phương án thu hồi đất, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Thông qua các cuộc họp của người dân, rồi là thông qua các đội ngũ như là chi ủy, chi bộ cũng như ban quản lý thôn, rồi là mặt trận các đoàn thể thôn cũng như tranh thủ các lực lượng như là giáo phu, già làng, người có uy tín để tuyên truyền cho người dân hiểu được đây là công việc hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, rồi là khai thác nâng cao cái hiệu quả khai thác và sử dụng quỹ đất trên địa bàn, cũng như là cái vấn đề và giải quyết lao động, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập của người dân. Thực tế của gia đình của bác này sống như thế nào, nó có lợi nhuận như thế nào nào thì sẽ giải thích cho họ. Chủ trương của Đảng nhà nước từ giải phóng đến ngày hôm nay không bao giờ cho dân hại đó, cho dân là thiệt thòi đó. Nó là tôi sẽ cố gắng để làm sao thuyết phục họ một cách là nó hài hòa với nhau. Còn dân đó, thấy có vấn đề lợi nhuận cho dân thì nhân dân cũng là rất là ủng hộ và cũng là đồng tiền thôi. Việc thu hút đầu tư dự án tổ hợp chăn nuôi trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn Mavin tại Ngọc Réo của huyện Đắc Hà có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đang được huyện Đắc Hà triển khai đúng tiến độ đề ra.